Giờ gặp bà mới sẽ hướng dẫn các bạn làm handmade từ vậy nhỉ. Tôi cho lĩnh đã.
Mở ra thiếu là người ra. Yeah.
Thank you.
Đúng nhận nhỉ. Mời
Thank you.
Thank you.
Bạn sẽ làm con trấu từ vải nỉ.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Namaste.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Các bạn sẽ làm công gì cho bạn nghỉ. Thank you.
nữa, 4 phút nữa. Vô có nghĩa anh hả? Chủ ăn vui đẹp.
Thôi rồi, quên cả cái đuôi nó rồi. Mình đã hướng dẫn xong, mình gặp con, cảm ơn hai mét từ vậy đi, hẹn gặp lại video sau.